Dạ, xin kính chào cô chú anh chị. Có một cái vấn đề như thế này. Hôm mà bé Hạnh chuẩn bị xuất viện về nhà quý vị, thì Hải có trao tiền cho bé Hạnh. Dạ, hôm đó thì Hải cũng chuyển khoản xong cho bé Hạnh, thì Hải cũng muốn đưa cái màn hình này đây ha, để Hải chạy là bớt. Đưa cái tổng số tiền đây ha. Đây, cái tổng số tiền này đây ha. Đó, Hải đưa cái tổng số tiền này đây cho cô chú anh chị xem đây ha. Nhưng mà vô tình đó là bé Hạnh nó dùng cái ngân hàng là quân đội cả nhà. Thì trong cái hàng quân đội thì có cái thông tin là cái số điện thoại. Khi mà Hải chia sẻ lên nha quý vị thì nó dính cái thông tin là riêng tư cá nhân. Thì bị YouTube nó xóa cái video này của Hải luôn. Mà trong cái video này thì có cái danh sách của các cô chú anh chị mà giúp đỡ cho bác Hạnh á. Nên Hải phải đăng lại. Bởi vì cái video này thì Hải đăng cách đây cũng tầm có 3 ngày hả. Thì Hải cũng muốn chia sẻ một chút cho cô chú anh chị mình cùng xem nha. Ở đây Hạnh chuẩn bị xuất viện đây đây cả nhà. Đó, Hạnh chuẩn bị nè, nó bị xúa luôn này ha. Thì bây giờ là Hải phải đăng lại, thì Hải cũng muốn chia sẻ lại cho cô chú anh chị xem biết là sao Hải đăng lại cái video này đó quý vị. Đây, Hạnh chuẩn bị xuất viện về nhà sau thời gian chống chọi cùng căn bệnh sinh tử. Đó thì rồi đó, đây nó Hạnh chuẩn bị xuất viện về nhà sau thời gian chống chọi này nè ha. Video này đã xuống này đó. Thì hãy cũng muốn chia sẻ cho cô chú anh chị là nó bị xuống chỗ nào ha. Đây, xuống ngay cái chỗ mà hãy đưa cái thông tin đây. Đây, nó xuống ngay cái chỗ này này ha. YouTube nó nói hãy vi phạm nguyên tắc cộng đồng của YouTube cả nhà. Thì hãy cũng muốn chia sẻ một chút đây cho cô chú anh chị biết ha. Dạ, nên nói chung là mình cũng chia sẻ đây mấy bạn mà làm YouTube đó ha, thì cũng mình chú ý, mình rút kinh nghiệm ha. Bởi vì cái video này thì có các cái danh sách của cô chú anh chị giúp đỡ cho Hạnh đó. Đây này, Hạnh chuẩn bị xuất viện này. Đây đó, cách đây đăng cách đây 3 ngày, y luôn 3 ngày rồi ha. Thì ngay chỗ cái đoạn này á, là nó có cái số điện thoại của bác Hạnh nữa cả nhà, mà có cái tên nữa. Nó nói là trên cái nội dung này thì nó báo với Hải là YouTube không cho phép đăng những nội dung chia sẻ, là không cho phép này, địa chỉ nhà riêng này, địa chỉ email, thông tin đăng nhập, số điện thoại, có số điện thoại của bà Hạnh nữa đó cả nhà. Y chỗ 20 phút 52 giây đây. Nên là Hải cũng muốn đăng lại cái video này cho cô chú anh chị xem ha. Đôi lúc có những cô chú anh chị mà trao tiền, gửi tiền cho bác Hạnh đó ha. Ví dụ như cái chỗ mà danh sách giúp Hạnh này, cái này thì không sao. Nhưng mà dính ngay chỗ là hãy đưa cái số điện thoại của bác Hạnh với lại cái tên của bác Hạnh lên đó quý vị. Nên là hãy phải làm cái video này, hãy đăng lại cái video mà trao tiền cho bác Hạnh ha. Bởi vì cái video này thì cũng có cô chú anh chị gửi tiền cho bác Hạnh, mà có cô chú anh chị thì chưa có xem được video á, thì không biết rằng là hãy trao hay chưa. Đó, nên là mình phải chia sẻ lại. Dạ, rồi hãy cũng xin mời cô chú anh chị ai chưa xem cái video bác Hạnh thì có thể xem lại ha. Video này thì video bác Hạnh chuẩn bị xuất viện về nhà đó quý vị. Dạ, rồi hãy cũng xin cảm ơn cô chú anh chị nha. Sáng giờ em đọc bình luận. Sáng giờ có đọc bình luận à? Của cô chú mà đọc chưa hết. Mà thấy đọc chi nổi đọc. Đọc cảm động ghê luôn. Thật sự lúc này nhờ cô chú giúp đỡ cho em. Lúc này thật sự là em không không có lời gì để cảm ơn cho hết được. Dạ, Cô em chú chỉ anh biết chị ai cũng thương em nhiều lắm. Cô chú đã cầu nguyện cho em đọc nhiều bình luận mà đến nỗi em cảm động vô cùng luôn. Em cảm thấy mình cũng còn may mắn để nhiều cô chú thương em nữa, nên là giúp cho em nhiều cái từ tinh thần đến vật chất nữa, nên là ơn đó em không biết bao giờ trả được. Em chỉ biết cầu cho cô chú thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn sức khỏe. Hôm nay chân nhất lần mua mấy cái gì á, ra mua đâu mình đấy? vô mới mua mua cẩm vô mới mua đây vô ra biển trong. Ủa hôm nay thằng hôm nay thấy khỏe hơn anh nè, gắn nó mấy chút thì hôm qua
hôm qua không ăn được cái là truyền lại. À dạ. Bữa nay là ăn gì, ăn yến rồi con bác thấy à? Em mới mang yến lên rồi. Em ăn cháo húp xí. Mà hôm qua em truyền giảm đau không bớt đau. Ghê vậy hả? Phải chích luôn ạ. Chích luôn hả? Chích giảm đau luôn đi. Ờ. Đau. Hả, vết mổ sao? Vết mổ giật giật luôn hả? Ờ. May lại rồi. Mơ mai lửa. Ờ. Mơ mai sống vậy đó. Chắc tê ra đấy chứ. Ừ. Nó hở y ri lành. Mẫn không có khít lợ luôn. Ừ. Mày nhiễm trùng. Vết mổ nhiễm trùng hả? Không, thật ra là do thiếu chất quá. Thiếu chất nên là vết mổ không có lành được. À. Tại vì em nhịn ăn lao quá anh kìa. Đúng rồi. Cái là vết mổ không liền được. Ừ. Bây giờ phải mai lại. Rồi mai về nhà. Ủa khi nào vậy? Mai về à? Sáng nay em về em. Ủa mà sao? À, mai là xuất viện về nhà. Dạ, mai về nhà. Ủa mà rồi. Sao mà em nói là mai lại á? À, sáng ngày mai vết mổ lại rồi về nhà. Ủa? Tự keo người lo chứ còn làm đây cũng hết khoáng sinh rồi. À, nên một là... tuần là họ hết chuyện à? Cái này họ mới rút cái ống dẫn lưu vô kìa. À, cái này nó ướt à. Rút ra rồi bây giờ bác sĩ biểu là về nhà rồi đau quá thì dùng giảm đau. À, chứ ở đây cũng phù chân. Mà có đỡ mấy bữa nay sao có ngủ được không em? À, không ngủ được anh. À. Nằm không ngủ được. Ừ. Thôi về nhà. Nhưng mà em thấy khỏe hơn cái bữa mà chị Thanh Hà xuống đây đúng không? Thấy gì à, em nói được hơn. À, khỏe hơn hả? À. Em khỏe được hơn nhưng mà đến hơi giờ chiều là em đau. À. Giờ hết chút giảm đau là em đau. À. Dạ. Vì cái vết mổ. Bữa nay là ngày thứ mấy rồi hả anh Phái? Ngày 16 mổ. À. Nay hai 16 mổ, 16 là hôm nay là 22 à. Chuyện hôm qua. Hôm nay là 6 ngày rồi. 6 ngày, ngày thứ 6 nè. Ngày mai là bác sĩ nó xuất viện à. Dạ. À. Thế là y một tuần đấy. À dạ. Vì nằm đây thì cũng rửa vết thương thôi kìa. Đúng rồi. Chuyện mấy bữa nay thì ăn cháo, hút cháo được rồi. À. Thì chắc là bác sĩ cho về. Ừ. Hôm qua em đau vết mổ nhiều quá. Ừ. Giật. Vết mổ có dài không em? Dài này nè. Ghê vậy nè. Vừa ri mà do 15 mà do em mổ chồng nhiều quá. À. Em mổ 6 lần rồi. Nên giờ không khít như là cơ địa. Với cái một cái vết rạch đấy là 6 lần rạch rồi đấy. Bây giờ mổ về mổ điếc thì cũng mổ hết rồi đấy. À. 6 lần rạch rồi đấy, bây giờ là rạch lại. Nhưng mà chắc kiểu như nó chai mà chú hiểu. Ừ. Cái thịt nó chai quá là nó khó liền. Ừ. Mẹ thiếu chất quá. Nói chung là anh thấy em hôm nay cái thằng sắc em tốt hơn nhiều á. Dạ. Cái vừa rồi cái chị cô Sáu xuống cũng thấy em mệt nữa. Rồi chị Thanh Hà. Bữa em nói không nổi. Nói không nổi luôn á. Này. Ừ. Nhưng mà giờ em có đỡ đau nhất nhiều hơn rồi đúng không? À, em đứng xuống được rồi nhưng mà do yếu quá bước không nổi luôn anh. Dạ. Dạ. Yếu chất quá kìa. Giờ em yếu vì em run quá. À. Bây giờ em nằm đi mà người em trón gió vậy đó. À, đúng rồi trời. Người ta họ đau đẻ cũng 10 ngày để lên kia họ mới khỏe, họ đi lại được chứ. Nếu như em mổ sớm thì không có xì kiệt như vậy. Đúng rồi. Do trẻ quá. Nhưng mà mổ sớm chưa chắc gì được như vậy. Dạ. Trời định hết rồi. Dạ. Mà có cái bác sĩ nói là có u đợt tròn á. À. Một phần nhưng mà do em di căn vào xương nữa. Nên là cái lưng xương của em xâm lắng vô nên em đau. Em phải chích giảm đau. Vì khỏe thì lên chuyền giúp xương. Thì đau xương đau quá. Hôm bác sĩ mổ xong ấy bảo anh là khỏe là 3 tuần, cố gắng là 3 tuần hoặc 4 tuần, chậm là 4 tuần là lên là ung biếu. Để bác sĩ là thứ nhất là điều trị cục u này là. Nếu mà xạ trị được thì tốt. Là nó nhỏ đi thì tốt. Còn ông bác nếu mà hy vọng là không phải mổ nữa. Thì lúc hôm mổ là chưa tiếp cận được đó. Nên là bắt đầu nó cũng xâm lấn vào thận rồi. Bằng thì xương.
với lại di căn xương nữa hả? Đúng rồi. Đau nhất. Xương đau quá nè. Vì cái xương hông bên này này, mà cái xương vai này đau, là chất đau cũng như cái em tự tử là Hải biết không? Ừ. Đi xạ hình xương á là cái bị cái bên hông này là bắt đầu nó bị rỗ. Bên này cái vai này, hai bên hông cái vai này nó rỗ nhiều. Ừ. Anh biết đến nỗi là em nghĩ là hôm qua em nghĩ tiêu cực là anh biết rồi. Ừ. Tại vì em nghĩ là nếu như á cái nghiệp mình không trỏa thì nó sẽ đeo mình càng không trỏa là không được, nên nó đấy với mình phải chấp nhận trỏa, không được thon trối. Nhưng mà hôm qua đến nỗi mà em nghĩ tiêu cực, em kêu lấy như ở nhà em sẽ chạy cái xe điện xuống cầu sông Hòn em tự tử, vì nó không thể nào tỏa nổi cái đau ngày hôm qua. Vừa truyền sang hết dũng đa là em bắt đầu là em không hết dũng luôn, là bắt đầu chích luôn vô luôn rồi. Hơn một phút sau nó mới dũng đa cho em. Em kêu kiểu ni rồi, về nhà là đa kiểu ni rồi, lùn ra mà em đủ sức để em ăn uống cho nó có sức để em điều trị tiếp á. Đang không tỏa nổi. Mấy lại thường nếu mà hôm qua là chắc là vì gây mê thì ta anh đa phần là họ chưa tiêm trực tiếp tủy sống lại vậy. Gây dọc xuống lưng rồi này, cả ngày mang qua chắc có hết sạch rồi, đau rồi. Cái vết mổ mà giật vì nó bị nhiễm rộng hơn vết mổ sinh luôn hả? Ui anh, bây giờ anh mở ra anh thấy mũ này, máu này, rồi lòi thịt lên, y nó đâu có dính nữa đâu. Hở y nữa luôn. Bây giờ về mai phải mai lại. Họ nó ăn thịt tôm cá này nó. Nghĩa là ăn cua với tôm nhiều vô để cho lầu mà em. Bây giờ em kêu là em muốn ăn chay, nhưng mà bây giờ thôi thì em cũng xin Phật cho con. Em để con lái lại sức khỏe đó rồi, khi nào con khỏe mạnh rồi con ăn mẹ ăn chay lỡ có được không? Ở cái ăn uống rồi nó không có có quan trọng lắm. Chỉ có là mình không ăn ăn để mình ăn để khỏe không sao ban đầu mới lại lấy để sau thì không ăn đồ ấy để ảnh hưởng đến cái bào ung thư. Mình ăn với cái đồ mà ăn mặn là nó hay phát triển mạnh ấy. Nó không tốt chứ còn anh chia sẻ giùm em ấy. Có cô nào biết ăn gì cho nhanh lòi cái thương, nghĩa là bổ sung đạm đồ có đạm đồ kìa. Nhưng mà em đang bị ung thư u nữa kìa, rồi em đạm nó sợ to nhanh to mình giờ trước tiên là để chống lành bệnh mình cứ từng bước đi, chứ còn em phải chiến đấu cả đời. Ok rồi như hôm nay là anh thấy em là khỏe hơn mấy đợt anh tới thăm từ bữa Tết bên đây đó. Thấy cũng mừng bởi vì cái mặt em nó có da có thịt mà nó sáng lại tươi hơn nhiều luôn. Thôi vậy thì nói chung cũng đỡ được phần nào, mình mừng chừng đó em biết không. Mình chiến đấu từng bước chứ còn giờ mà em không thể nào mà em hoàn hảo khỏe mạnh được như người bình thường, hiểu không? Mà được chừng nào mình mừng chừng đó. Như hôm nay thấy Hạnh thấy tươi tắn hơn rồi này, nhưng mà cái bệnh thì nó ung thư thì nó vẫn còn trong cơ thể quý vị, nó vẫn còn di căn xương rồi thận rồi đủ thứ nữa. Hỏi bác sĩ thì bác kêu là giải quyết cho em uống thôi, cứ họ mong cho em uống thôi, chứ còn cái đó thì không giải quyết được. Nên là em phải rót. Mấy này bác sĩ bên này thì chỉ điều trị về mổ xẻ thôi. Còn cái bệnh ung thư là phải bên khoa bên ông khoa ung biếu. Đây là khoa này bên ngoại tiêu hóa là mổ xẻ đó. Coi thử là mình ăn uống gì tốt ha. Bây giờ thì Hải cũng chia sẻ đây để cô chú anh chị có thể tư vấn những người mà bị bệnh như Hạnh ha, để ăn cái gì tốt, có thể là ăn thực dưỡng hay là có những cái sữa gì đó ha, có những cái sữa gì đó nó hấp thu vô mà nó không ảnh hưởng đến tế bào ung thư, nói chung là nó ngăn chặn tế bào ung thư đó. Có những cái loại sữa thì hôm rồi có chị gì đó bên Đức cũng có chia sẻ đó, em hỏi chị đó xong rồi em về em kiếm cái số lại của chị đó. Chỉ nói là có cái thực dưỡng gì đó ăn vô mà nó tốt cho cơ thể, nó có protein luôn đó, nhưng mà nó không có ảnh hưởng đến tế bào ung thư. Chứ còn ăn vô mà nó phát triển tế bào ung thư nữa thì cũng khổ. Bởi em nghĩ trước. Nhưng mà bây giờ mình phải cần cái sức khỏe lại trước, mình đúng rồi điều trị lại. Bây giờ mình kiêng là chết.
Khi mà mình suy kiệt thì mình đâu còn sức nữa. Giờ cũng khó gì, sợ cũng không dám ăn. Không, giờ là bắt anh thấy này, ví dụ như ăn uống chi đó mình xay diễn ra để cho nó mềm đó ha. Chứ còn cái đục rục non nữa là nó cũng còn cũng như bây giờ thì mấy ngày chủ yếu là ăn cháo thôi. Cháo nhuyễn thôi chứ mình ăn cháo mới nhẹ. Ừ. Ý là mình nhai cho thiệt kỹ, giống như mình ăn gạo lứt mà thầy Thích Thầy Hải mà nhai cho mà ra bọt á, để cho nó vô từ từ, mình ăn ít nhưng mà ăn nhiều lần. Giờ về ít bữa cái miệng thấy đám vậy. Hả? Em giờ em ăn ít chứ. Mà bữa nay thấy nói chuyện ngon lành rồi đó. Dạ. Nếu mà không đau thì là nói chuyện được. Bữa qua thì đau quá hả chị? Bữa qua đau chị không đau, đau mà em ngồi mà thoa em lưng nhớ ngồi thoa cái lưng mình bất cập luôn á. Thoa bị đau quá mà thấy đau cũng ra nó đa chạm đau là kiểu như cái kiểu như từ tử. Chuyện thuốc giảm đau cũng thấy còn cái chích mới đỡ thôi. Anh biết không, em không mung, em bị dở dài vậy. Nên là em cố gắng để hạn chế giảm đau bớt hết. Nhưng mà không chịu nổi. Em rón quá, rón hơi tiếng đồng hồ luôn. Em rón xong rồi. Em muốn xỉu luôn. Em kêu là sao? Xong rồi đau dữ đi. Về nhà ra chịu nổi. Vậy đó. Mai về thì chắc là xin thuốc giảm đau về đấy. Có thuốc giảm đau với có lại anh. Có thuốc giảm đau cái viên đó. Nhưng mà uống vô mạnh quá. Uống vô loãng cả người luôn. Dạ dày đó kìa. Dạ dày. Sớm đi cái dạ dày em. Hồi sáng giờ là có ăn yến rồi hả? Nửa hũ yến. Có uống hết tờ xăm là gì được không? Có uống qua uống hũ. Cứ ngày uống hũ mà chia ra nhiều lần hả? Dạ. Chứ đừng uống một lần nữa là cũng... Không, đi về nhà được thì khỏe hơn. Đi ngủ cũng được kìa. Ở đây thì ôn. Em nằm đây mà. Quả thói nhưng mà. Cái xương cục của em như người cũng còn xương. Cái nằm đa cái kim này. Em lốc cái mày. Em cũng đau anh ơi. Mấy bữa gầy quá hại cái xương cụt nó ấy hết ra nó đâu còn kịp đâu. Cái xương cụt nó còn xương cong ra anh. Chữ nó chu lên nhiều. Dài quá mà. Mấy lại ngồi cũng động gần hơn một tháng này là ngồi rồi. Đau nó ảnh hưởng. Hay là chiến đấu là anh thấy là anh nể. Dạ. Mà sao hôm nay gặp anh đây thôi có mừng không hay là em mừng lắm. Sẵn luôn cái gì. Trời ơi, em không nghĩ là em tối, sống được. Nhắc nhở anh về nên lo quá, anh nó không biết, mình không biết sao rồi, khuyên không thấy đừng có vợ sớm nữa chứ. Hôm qua kêu hầu ngủ nó không chết đi để từ ta quá đau nhỏ tử thành đây chịu nổi trời. Đau. Đau sổ. Từ từ rồi cũng quái rồi. Từ cũng qua, rồi coi nhà thấy nước rồi, dịch rồi nó tràn ra. Đây này mới rút ống đó, ống gì? Mới rút ống giặt. Ống thông đó, dịch không máu ở bên trong. Nhưng mà gì? Muốn nó rầm má. Chia sẻ lên người có cô nào mà cho họ mau ra anh. Mà dùng cái chi chấn cái túi gì chấn tiện cũng đỡ tốn tiền á. Đi ngày trăm máy ngon. Ngày trăm ba em. Ngày thay trăm máy ngon quá. Trời ơi, cái gì mà đâu mà đắt tiền dữ vậy hả? Mấy ngày này có ngày bị xì rồi anh phải thay 3 miếng. Chưa có kinh nghiệm thay á. Mấy chị kia biểu mua đau mà không biết. 3 miếng có ngày đến 400 ngàn nữa. Mới đào vỡ vệ sinh mỗi ngày cho đỡ những trùng. Ấy là cái miếng ở bệnh viện này họ cấp cho mình hả? Không, mình phải mua ngoài. Mua ở ngoài 1,5 triệu mà dùng được có mấy ngàn. Dùng mua được với là được 30 miếng. Mới dùng mua được máy nào máy mớ tiền luôn. Nhưng mà chỉ dùng nếu mà tốc độ như này chỉ dùng được 10 ngày hết. Đúng rồi, em dùng có đầy đủ tiền nào. Cái này hình như là anh nghe là cũng có cái miếng đó ngày 40 ngàn chứ mấy. Nhưng mà từ từ cái sau này. Cái miếng của mình đâu? Không, có nhiều cô hình như xài cũng có khoảng độ bảo là điện cho anh là có 600-700 ngàn thôi. Không, chị y tá mới nói rồi. Chị kêu cái nướng dễ bật ra lắm. Cái rẻ tiền bây giờ họ không dùng. Ít dùng vì nó hay bung ra vậy. Cái rẻ tiền hay bung
bông rice. Cái này là cái đế, có đế rán với lại đấy. Thì mùa hai cái đấy là 130.000 một ngày. Cái này hả? Cái túi này thì là nó như cái miếng này thì nó rơi vào khoảng độ 50.000, 55.000. 50.000 của cái đế này này. Cái đế này là 80.000. Cái miếng này là 80.000. Đấy. Cái đế này thì vô xong cái rồi. Mà thường thường như một hộp này có 30 cái này. Nhưng mà nó chỉ có 10 cái này thôi. 10 cái này. Em hiểu rồi. Có nghĩa là một miếng này là dùng được 3 4 lần cái này. Nhưng mà không được. Không được. Được bị nó bong ra luôn hả? Nó hôi nữa mình gan được. Nhưng mà cũng may là mình cũng có cô chú anh chị giúp đỡ cho mình ha. Từ từ mình cái thứ nhất là cái đấy là phải cắt chuẩn. Cắt chuẩn chứ cắt mà không chuẩn là nó xì liền. Vì cái này phải về phải mua một cái ban me thức cắt đó phải cả. Mình đo, mình lấy cái số đo chuẩn đó mình để một cái làm mẫu. Còn bây giờ chưa lấy thức cắt thì cắt và đo đâu. Không chuẩn. Sáng giờ số đo ấy đâu có chuẩn được bằng. Sáng giờ em đọc bình luận. Sáng giờ có đọc bình luận à? Của cô chú mà đọc chưa hết. Mà thấy đọc chi nổi đọc. Đọc cảm động nghe luôn. Thật sự lúc này nhờ cô chú giúp đỡ cho em. Lúc này thật sự là em không có lời gì để cảm ơn cho hết được. Cô chú anh chị ai cũng thương em nhiều lắm. Cô chú đã cầu nguyện cho em đọc nhiều bình luận mà đến nỗi em cảm động vô cùng luôn. Em cảm thấy mình cũng còn may mắn để nhiều cô chú thương em nữa. Nên là giúp cho em nhiều cái từ tinh thần đến vật chất nữa. Nên là ơn đó em không biết bao giờ trả được. Em chỉ biết cầu cho cô chú thật là nhiều sức khỏe. Luôn luôn sức khỏe. Nói chung là cũng mừng khi mà anh Thái vừa rồi có báo cho anh cái tin đó. Với lại hôm nay á ha, có cô chú anh chị á vừa rồi cũng bị tiền thì hôm nay anh cũng tổng kết lại đây ha. Rồi anh lúc nãy là anh chuyển khoản cho bé Hạnh rồi đúng không? Tại vì ở bệnh viện á mình đưa tiền mặt hay này kia cũng kỳ kỳ bác ấy. Mình chuyển khoản cho bé Hạnh rồi mà giờ cái này danh sách này hãy đọc lại ha. Cô chú biết. Đây là danh sách cô chú anh chị giúp đỡ hoàn cảnh của bé Hạnh đó ha. Cô Tâm là 2 triệu, cô Kim Thanh là 1.550.000, cô Hồng Trần là 500.000, cô Mạnh là 500 đô, là 12.500.000, cô chị Hăng Võ là 100 đô, là 2.500.000, cô Thủy, hôm rồi cô Thủy chở cô nhỏ về đó ha, là có gửi cho 200 đô là 2.500.000, và chị Kim Ngân á, là gửi Hạnh 10 triệu, vì nó là giúp cho Hạnh là Văn Thái sau này chụp ảnh cưới, có chị Xua ở Hà Nội, 500.000. Hồi lúc 10:52 á, chị Tâm Nguyễn á, là 1.600.000, cô giấu tên ở Mỹ là 2.000.000, cô Xuân Tương là thân tưởng là Xuân Tường rồi đó ha, 2.500.000, chắc nhờ ai chuyển khoản thôi. Chị Nancy ở Mỹ là 1.208.000, cái này là chị Tưởng này ha, chị có chia sẻ để cho mấy chị em ở trong Sài Gòn này, có Mai Vũ là 1.000.000 này, chị Phương ở Mỹ là 1.000.000, em bán hồ lô là 500.000. Dung bán bô chợ Hồ Bình 1.000.000, rồi chị Tưởng là 500.000. Rồi sáng nay thì có chị Phan Hà là hình như chuyển khoản cho Hải mà mấy ngày rồi hôm nay mới tới này, là 1.210.000, tổng là 44.568.000 ha. Hôm nay là lúc 11 giờ ngày 22 tháng 2 2004, thì đây lúc nãy thì Hải cũng có chuyển cho bé Hạnh trước để cho chứ vô trong bệnh viện này cái tiền mặt á, mình gửi thì mình thấy cũng bất tiện quá. Bé Hạnh hồi nãy là có em nhận rồi anh ạ. Em nhận rồi đó, có tin nhắn rồi đúng không? 44.568.000 hãy chuyển 570.000 nữa ha. Cho Nguyễn Thị Hạnh. Dạ. Con thật sự con không biết nói gì ngay lúc này hết. Tại vì bây giờ con biết thời buổi giờ kinh tế ai làm ăn ra tiền cũng khó khăn hết, mà mấy cô đồng hành của ít lòng nhiều, mỗi người chung góp mỗi ít giúp cho con lúc này, thật sự con không biết nói gì hơn cả. Con vô cùng biết ơn. Nói chung bệnh của con như thế này, nếu như mà không nhờ anh Hữu đồng hành
con nhờ mấy cô viên gốc giúp đỡ con. Thì con vừa lo lắng kinh tế, vừa bệnh đau như vậy nữa thì tinh thần của con nó sẽ không được thoải mái. Nó sẽ nhiều cái nó dồn dập đến thì con sẽ không có sức để mà bước tiếp để những chặng đường khó khăn nữa. Cho nên giờ con chỉ biết cảm ơn trên với tất cả cô chú trong và ngoài nước thật là nhiều sức khỏe đã yêu thương con, có tấm lòng Bồ Tát che chở cho con. Dạ, con biết ơn rất là nhiều luôn ạ. Rồi, hôm nay Hạnh nói chuyện được rõ ràng, cả nhà nghe cũng mừng lắm cả nhà ơi. Và có chị Thanh Hà ha, hôm rồi có tới thăm em đó. Dạ. Thì chị có gửi cho Phúc của em là 50 đô. Với lại gửi cho chị Hai là 50 đô ha, 100 đô. Đó, thì hôm nay là Hải sẽ gửi luôn ha. Bác sĩ Thái cầm giùm em gửi cho chị. Có gì Phúc á, Phúc vài bữa nữa có gì chị về chị gửi luôn cho Phúc giùm em mới được không? Là tổng 2,5 triệu đây, thì hai chị em ha. 1, 2, 3, 4, 5 2,5 triệu đây ha. Đó, thì chị đó chị gửi cho chị với lại Phúc ha. Dạ. Dạ, chị Thanh Hà ha. Chị vừa rồi có lên đây thăm bé Hạnh á. Dạ dạ dạ. Thôi để cho Hạnh nghỉ thì. Sao bác? Xong là mai về được tận mình rồi. Mai là xuất viện về. Mai cái chỉ nó xong là về luôn á hả? Mà mai em ra gì đây? Đứng chung được. Nếu mà xe cứu thương hay xe ngồi được. Bây giờ là mình xe bệnh viện chở vậy gần mà. Mai tính thế nào? Xe bệnh viện chở về đây rẻ lắm, có từ đây lên đó có 200 ngàn chứ mày. Thì mình tính cái. Ôi, mình chắc là phải khênh, khênh cáo. Đau này. À cũng không phải đâu, anh Bồng chắc anh Bồng. Có xe anh đẩy. Ủa mà sao mình không xin ở lại được nữa hả? Mình xin ở lại nữa được không? Không được. Chắc không. Thì phải lỡ cũng nó hẳn vậy. Mấy lại ở lại thì cũng rửa vết thương thế mẹ ấy thôi, chắc ăn rửa ấy đi. Về thêm người tới rửa. Thế người tới rửa. Kêu người đến rửa mới. Nó lại ở về nhà yên tĩnh ngủ ngơi để khỏe hơn đúng không? Nằm đây giường đây nữa chắc không. Ở đây mệt nữa, ở đây gần như là đêm đau người ta la nữa. Đúng rồi. Không ngủ. Thôi vậy bé Hạnh có gì nghỉ ngơi khỏe thì. Hôm nay thấy nói chuyện nhiều hơn rồi thấy cũng mừng rồi đó. Chỉ là ý là khỏe hơn chút mới nói chuyện được chứ không lắm mà sao nói chuyện được đúng không? Dạ. Dạ anh xuống thăm em chút ha. Rồi cập nhật cho cô chú anh chị theo dõi ha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ, đã chia sẻ giúp đỡ cho hoàn cảnh của bé Hạnh. Mấy bữa nay anh ở vất vả hả em? Không có gì đâu vất vả mà. Lên xuống bệnh viện. Thôi cố gắng, em khỏe em mừng lắm rồi. Bác sĩ Thái ha, cố gắng bác sĩ nhỉ. Bác sĩ mà để vợ này bệnh viện đau lo lòn. Cảm ơn đến chị Kim Ngân đã tâm lý của em. Dạ. Phải gửi cho bệnh cưới nghe khỏe rồi cho bệnh cưới hỉ. Chạy bé Thỏ anh, con em á, nó hay hỏi, nó kêu là mẹ, sao bố mẹ không có hình đám cưới? Bố mẹ làm đám cưới đi chứ. Em kêu khi nào mẹ làm đám cưới, khi nào mẹ mặc áo cô dâu mẹ chụp hình. Cái là em cũng người con gái cũng ước mặc một lần mặc áo cô dâu anh, thì em muốn như thế đó. Em hứa với con em đó. Cái kêu mẹ khi nào mẹ chụp cho Thảo chụp với nha. Cái đi đường hỏi vậy đó anh. Cái xong thấy mẹ làm đám cưới với bố. Cái rồi em nói với con mẹ rồi. Hồi đó em đi mổ em nghĩ là em sẽ không vượt qua được. Nên em ước vậy thôi. Chứ còn chụp hay không thì cũng sao cả anh ạ. Dạ. Cố gắng, thấy hôm nay cũng mừng rồi. Nói chung đau thì chắc chắn là nó đau rồi. Đau ít mổ thì tất nhiên ai mổ cũng đau anh ạ. Nó đau cả tháng lận. Nhưng mà cái lưng em á đau nhiều á. Dạ. Cái mổ thì tất nhiên mổ do rập nó đau rồi. Nhưng mà cái lưng quá đau. Xương đau quá. Nói về cái mình uống cái gì đó thêm, cái xăm rồi uống cái này kia nó bồi dưỡng lên. Cái xăm uống này chứ còn đỡ nhất.
Thôi vậy nha. Hạnh và Hạnh cũng xin cảm ơn quý vị nha, để cho Hạnh nghỉ ngơi chút ha.